Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin văn trong ngày. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ New Orleans. Bà Cindy Nguyễn đã vượt qua đương kim nghị viên James Gray để giành ghế đại diện khu vực Y trong hội đồng thành phố New Orleans. Bà trở thành người Á châu đầu tiên giữ chức nghị viên của thành phố lớn nhất tiểu bang Louisiana. Với kết quả bầu cử, bà trở thành người gốc Việt Nam đầu tiên giữ chức nghị viên tại New Orleans cả hai ông James và bà Cindy đều thuộc Đảng dân chủ. Kết quả cho thấy bà Cindy Nguyễn đã nhận được 59% số phiếu so với 41% của ông James Gray. Ông là một luật sư đã về hưu và giữ nghị viên từ năm 2012. Bà Cindy Nguyễn vận động lá phiếu dựa trên lập trường tạo sự đổi mới. Bà nói rằng ông James Gray đã không đáp ứng các ứng cử tri của bà. Bà cũng tranh cử trên lập trường tạo kinh doanh để thay đổi tình trạng ảm đạm về kinh tế trong vùng New Orleans. Bà từng tuyên bố hội đồng thành phố là để phục vụ người dân. Nếu bạn không mấy hứng thú trong việc phục vụ, không muốn dự những cuộc họp của cộng đồng, thì bạn không nên giữ chức vụ này. Tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn sẽ có được việc cải tổ thuế trước ngày lễ Giáng sinh. Một ngày sau khi đưa ra chỉ dấu cho thấy sẵn sàng hủy bỏ một điều khoản liên quan đến bảo hiểm y tế, khiến gây ngăn trợ cho việc thông qua dự luật này ở Thượng viện. Lên tiếng trước phiên họp của nội các, Tổng thống Trump nói chúng ta sẽ cho người dân Mỹ việc giảm thuế lớn lao trong ngày lễ Giáng sinh. Hy vọng đây sẽ là món quà Giáng sinh tốt đẹp. Hiện đang có sự tranh cãi về một điều khoản theo đó hủy bỏ đòi hỏi là người dân Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị phạt. Điều khoản này không nằm trong dự luật thuế do Hạ viện Mỹ thông qua tuần trước, Tuy nhiên, điều này lại ở trong dự luật mà Ủy ban Tài chính Thượng viện chấp nhận. Việc hủy bỏ đòi hỏi này sẽ khiến dự luật của Thượng viện bị thiếu số tiền là 338 tỷ trong ước tính tài chính 10 năm tới và tạo thêm thâm thủng cho ngân sách. Thưa quý vị, theo số liệu từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết, đã có hơn 800.000 người ghi danh các kế hoạch bảo hiểm sức khỏe cá nhân của Obamacare trong tuần lễ thứ hai của đợt ghi danh, nâng tổng số ghi danh lên đến gần 1.5 triệu người. Số lượng người ghi danh các kế hoạch bảo hiểm Obama trong hai tuần lễ đầu tiên của năm 2018 là lớn hơn nhiều so với số lượng ghi danh cùng thời điểm này vào năm ngoái. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút ngắn một nửa thời gian ghi danh vào năm 2018 xuống còn 6 tuần, giảm 90% ngân sách quảng cáo của chương trình Obamacare và cắt giảm ngân quỹ dành cho các nhóm giúp mọi người ghi danh bảo hiểm Obamacare. Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ vừa qua đã có thông công bố cho biết trong năm nay, người Việt trong nước đứng thứ bảy trong 10 nước có công dân mua nhà ở Mỹ nhiều nhất. Cụ thể, người nước ngoài đã chi tổng cộng 153 tỷ đô la để mua 284.455 căn nhà tại Mỹ riêng người Việt Nam chiếm 2% con số này, tương đương với việc đã chi 3.06 tỷ đô la để mua nhà ở Mỹ. Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Phạm Đình Cúc đã chất vấn thốc đốc ngân hàng nhà nước rằng số tiền nói trên là có ngoại tệ từ Việt Nam chuyển sang hay không. Khi trả lời, thống đốc Lê Minh Hưng chỉ loanh quanh không thuyết phục Ông Hương nói rằng số tiền 3 tỷ đô la để mua nhà tại Mỹ không có cơ sở để khẳng định là của người Việt Nam. Vị thống đốc giải thích rằng số tiền này có thể là của người Việt định cư ở Mỹ nhưng chưa có quốc tịch Mỹ hoặc là người Việt sống ở các quốc gia khác. Nhưng khi mua nhà ở Mỹ cũng tính là người Việt Nam.